Xin chào các bạn, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2014, Bộ Giáo dục, Hướng nghiệp và Việc làm của Bộ Di trú và Biên phòng Úc đã công bố quyết định mở rộng diện visa ưu tiên, gọi là Streamline Visa Processing, gọi tắt là SVP, cho 55 trường cao đẳng tại Úc, chú trọng vào chính sách xét visa du học cho các du học sinh theo học diện cao đẳng nâng cao, tạo cơ hội mở rộng hơn cho du học sinh quốc tế. Vậy thì diện visa SVP là gì và những điểm lợi khi được xét loại visa này thì hãy cùng Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn nhé. Diện visa SVP là một cơ hội lớn cho các bạn du học sinh Việt Nam muốn du học bậc đại học và sau đại học tại Úc. Tuy nhiên, một tin đáng mừng hơn nữa là kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2014, chính phủ Úc đã tiếp tục mở rộng diện visa ưu tiên vét SVP cho 55 trường không thuộc khối đại học có chương trình cao đẳng nâng cao, gọi là Advanced Diploma, nâng tổng số trường ưu tiên lên đến 115 trường. Theo chính sách này, du học sinh quốc tế theo học các khóa học ở bậc cao đẳng nâng cao sẽ được xét visa ưu tiên SVP. Nếu như trước đây Bộ Di trú sẽ trực tiếp xét hồ sơ xin visa sinh viên, thì nay phần lớn hồ sơ sẽ được các trường trong danh sách ưu tiên tự xét. Do đó, các du học sinh sẽ được xét với trình độ tiếng Anh thấp hơn tùy theo điều kiện của từng trường, yêu cầu về tài chính đơn giản hơn và thời gian xét visa nhanh hơn. Ưu điểm của chương trình này đó chính là không bắt buộc chứng minh tài chính với lãnh sự quán. Hồ sơ tài chính và học tập của học sinh sẽ do trường xét. Tuy vậy, trong trường hợp nếu thấy cần thiết thì viên chức lãnh sự sẽ yêu cầu học sinh bổ sung các giấy tờ cần thiết để xét duyệt. Tuy nhiên, có thể thấy với SVP 572 thì thủ tục chứng minh tài chính đơn giản và nhanh chóng hơn rất là nhiều. Thời gian xét visa nhanh chóng hơn so với trước kia, tỷ lệ được cấp visa cao hơn và học sinh chỉ cần chứng minh được mục tiêu, lưu trú ngắn hạn chính đáng và có đủ năng lực tài chính học tập và sinh sống tại Úc. Không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS, trừ một số trường có yêu cầu đặc biệt. Trước kia để xin được visa dạng này thì học sinh phải có điểm IELTS tối thiểu là 4.5. Với điểm này thì các bạn cũng cần phải học thêm tiếng Anh hoặc là IELTS 5.5 thì các bạn học thẳng vào khóa chính. Chi phí rất hợp lý, chi phí rõ ràng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều nếu so với việc học các khóa cử nhân tại các trường đại học lớn. Có thể xin cho người thân trong gia đình đi cùng. Người thân của bạn cũng được làm việc tối đa 40 giờ 2 tuần với điều kiện là bạn phải đi học đầy đủ. Vợ hoặc chồng đi cùng có thể tham gia một khóa học tối đa 3 tháng. Có thêm nhiều cơ hội và lựa chọn cho sinh viên hơn. Đây rõ ràng là một cơ hội vàng dành cho những bạn muốn theo học các khóa học nghề hoặc là cao đẳng nâng cao tại Úc. Sau này, sinh viên có thể tiếp tục học những chương trình giáo dục cao hơn hoặc đi làm theo quy định. Lưu ý là với loại visa này thì khóa học cao nhất của các bạn bắt buộc phải là Advanced Diploma, là cao đẳng nâng cao. Nếu bạn học package, ví dụ như là các bạn học khóa tiếng Anh, khóa dự bị hay là khóa cao đẳng trực tiếp khác trước khi lên khóa cao đẳng nâng cao thì bạn phải cung cấp được bằng chứng về các khóa học đó qua COE, gọi là Confirmation of Enrollment, và tất nhiên các khóa học đó phải được cung cấp bởi các trường được chỉ định nằm trong danh sách ưu tiên của chính phủ Úc như Tân Đại Dương sẽ sắp nói dưới đây. Một vài trường mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn mới được vào danh sách ưu tiên đó chính là trường TAFE Queensland Skill Tech, TAFE Queensland Brisbane, TAFE South Australia, Australian Pacific College, Academy International College, Cambridge International College, Academy Australia Polytechnic, Southern Cross Education Institute và còn rất nhiều trường nằm trong dạng ưu tiên trong danh sách 115 trường nữa. Và tóm lại thì đây là một tín hiệu đáng mừng, một cơ hội thuận lợi cho các bạn du học sinh Việt Nam có dự định du học bậc cao đẳng và cao đẳng nghề nâng cao tại Úc. Và để biết thêm chi tiết cụ thể hơn về danh sách 115 trường ưu tiên tại Úc và làm thế nào để có thể nộp đơn vào các trường đó thì các bạn có thể truy cập vào website là tandaidương.edu.vn để biết thêm chi tiết, hoặc là gọi điện trực tiếp đến công ty theo số điện thoại là 0838484879. Các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé, mà Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh ở Sài Gòn và 1 chi nhánh ở thành phố Nha Trang thôi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chia sẻ du học Úc cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với một bạn du học sinh, bạn tên là Nguyễn Ngọc Thanh, vừa nhận được visa du học Úc của mình. Xin chào Thanh. Xin chào chị, xin chào bạn. Câu hỏi đầu tiên là Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Mình
tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thanh, thì cũng giống như chị đã giới thiệu rồi á, thì mình hiện tại mình đang ở quận 3 và trước đây thì mình cũng học là RMIT và đây là lần đầu tiên mình xin visa apply qua bên Úc. Khi mà qua bên Úc thì mình chọn học chuyên ngành gì cũng như là trường nào vậy bạn ha? Mình vừa kết thúc xong là đại học ở bên Việt Nam thì bây giờ mình tiếp tục học ở RMIT, nhưng mà mình học về MBA ở bên đó, thì đây là cái dự định tiếp theo của mình vì chưa phải là dừng lại đâu. Thì hiện tại mình có rất là nhiều bạn ở bên đó và cũng có một vài người thân, nhưng mà mình lại lựa chọn ở homestay thôi. Hy vọng là cái môi trường homestay sẽ giúp cho các bạn là dạn dĩ hơn và sớm thích nghi hơn với cái môi trường du học của mình. Và một câu hỏi nhỏ nữa là bạn biết thông tin của Tân Đại Dương qua đâu vậy bạn ha? Tại vì lúc trước thì bạn của mình cũng đã từng thông qua Tân Đại Dương để đi xin visa qua bên Úc một lần rồi. Thì bây giờ là dựa trên cái thông tin mà mình xem ở trên mạng và cùng với sự trao đổi giữa mình với bạn của mình, thì mình đã quyết định chọn Tân Đại Dương. Tại Tân Đại Dương thì ai là người giúp bạn chuẩn bị hồ sơ du học của mình? Trên Tân Đại Dương thì mình gặp chị Hà. Thì chị đã hướng dẫn mình rất là tận tình. Thứ nhất là thông qua điện thoại, cái thứ hai là mình cũng có lên trao đổi trực tiếp ở tại công ty. Nên được sự hỗ trợ của chị thì hồ sơ của mình tiến hành rất là thuận lợi. Trong thời gian khoảng một tháng rưỡi thì mình đã báo được là cái hồ sơ của mình gần hoàn tất. Thì trong vòng là gần 3 tháng thì mình là chính thức book cái vé để bay qua Úc. Hiện tại thì mình được biết cái chương trình của mình thì kết thúc trong vòng 2 năm thì mình sẽ hoàn tất cái chương trình MBA. Sau khi mà cái hồ sơ của mình đã hoàn tất rồi á thì mình sẽ sang Úc, xong rồi sau đó là nửa năm em trai của mình cũng đang học lớp 12 ở trường Nguyễn Khuyến á, thì bé cũng có quyết định là sẽ đi sang Úc tiếp tục. Mình cũng có giới thiệu với em, mình cũng có nói với trước với gia đình là sau khi mà em tốt nghiệp á thì sẽ nhờ bên Tân Đại Dương tiếp tục hỗ trợ cho cái hồ sơ của em đi du học Úc để nó tốt đẹp hơn, dễ dàng hơn nữa. Tân Đại Dương rất vui khi nhận được tín nhiệm của bạn đó. Cảm ơn. Tại vì thật sự thì nói thì làm ở bên đây thì cái gì nó cũng rõ ràng hết. Nên mình rất là thích về cái quá trình được phân tích rất là kỹ lưỡng của chị, cũng như là sự hỗ trợ ở bên đây rất là tận tình. Mình thích lắm. Khi mà du học xong rồi thì bạn có dự định gì cho tương lai không bạn? Trong tương lai thì sau khi mà kết thúc cái khóa học này á, thì mình dự định là sẽ, nếu mà cái việc học của mình thuận lợi thì và cái công việc của mình thuận lợi, nếu mà ở bên Úc á thì mình có thể xin phép ở lại Úc để làm một thời gian, còn không thôi á thì mình sẽ chuyển tiếp qua bên Mỹ để mình tiếp tục học nữa. Vâng, Tân Đại Dương hy vọng rằng bạn sẽ sớm hoàn thành được ước mơ du học của mình, và nếu có dịp thì bạn hãy ghé thăm Tân Đại Dương bạn nha. Một lần nữa thì chúc bạn du học thành công ha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Và để được hỗ trợ hồ sơ du học Úc như bạn Thanh đây, thì bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879, hoặc cũng có thể đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là Tân Đại Dương chúng tôi hiện không có chi nhánh ở